Đấy, à. Không cần cửa họ gia nhập. Đấy, cứ diễn trò đi. Đừng ngồi mà quậy phá đất nước, để cái đất nước này chúng nó được yên lành. Quậy phá đất nước, các vị chính là người của đất nước đâu. Nhá. Anh ơi, không nói cái lại đây. Đất nước cần phải được bình yên để và xây dựng và phát triển. Đừng ngồi mà quậy phá. Hàng triệu thanh niên một lần sinh máu, đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu người trai sao đành từ nào? Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào? Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào? Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chép sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.
đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu thanh niên một lần sinh máu, đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.